cái học tập. Mục đích của ngày hôm nay nó là xác định mối liên hệ nồng độ ion và độ chính giới ion, định nghĩa được điện thế tĩnh và điện thế động của mạng tế bào, mô tả được ảnh hưởng mức độ ion của sự thay đổi của điện thế mạng tế bào. Và chúng ta biết được hai định luật Phích và định luật Ohm. Ngoài ra còn có cơ sở hiệu điện thế nét. Ngoài ra, bên cạnh đó, điều cực kỳ quan trọng đó là chúng ta có thể mô hình hóa được mạch điện tương đương với một mạng tế bào. Đây, chúng ta dựa vào mạch điện, chúng ta thiết kế sao cho nó giống với nguyên lý của một mạng tế bào. Đồng thời, điều quan trọng nữa là chúng ta giải thích được tại sao cơ thể chúng ta lại sinh ra điện. Tại sao tế bào lại tạo ra được điện? Điện thế mạng tế bào đó là hiện tượng được tạo ra do tính thẩm thấu có chọn lọc của mạng tế bào đối với các ion. Tại vì sao nó có tính chọn lọc? Tại vì mạng tế bào nó là gồm có các lớp lipid, mà cái lớp lipid này thì nó chỉ cho các ion bên ngoài nó chọn lọc, các ion dương dương hay âm gì đấy thì nó sẽ cho vào bên trong, tùy loại cho vào bên trong. Và cũng chính vì cái cơ chế này dẫn tới việc chúng ta thấy là trứng, khi mà tinh trùng thụ tinh với trứng thì sau khi mà nó phá bỏ cái lớp 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 màng, cái tinh trùng phá bỏ lớp màng của cái quả trứng để vào, thì tại làm sao những cái con còn lại, những cái tinh trùng còn lại nó lại không vào được, nó lại không vào được cái trứng nữa? Tại vì sao? Tại vì lúc này khi mà tinh trùng đầu tiên nó vào rồi thì tế bào trứng lập tức thay đổi màng sinh chất, thay đổi màng tế bào, khiến cho những con tinh trùng còn lại không thể nào vào được. Do đó nó được gọi đó cũng là một ví dụ về tính thẩm thấu có chọn lọc. Điện thế tế bào đóng vai trò quan trọng của cái tế bào thần kinh. Tại sao nói như thế? Tại sao chúng ta bây giờ một ví dụ, tại sao chúng ta sờ vào vật nóng chúng ta đưa tay lại? Tại vì khi mà sờ vào vật nóng thì các dây dẫn truyền thần kinh nó sẽ cảm nhận được và nó sẽ truyền xuống điện vào não, não tiếp nhận thông tin và rút tay lại. Chúng ta thấy một điều, đây là một cái tế bào và người ta cắt lớp nó ra, cắt lớp nó ra thì bên bên đây đây là lớp lipid. Lớp lipid nó đóng vai trò là cái lớp này là nó đóng vai trò là thẩm thấu có chọn lọc. Và bên ngoài là điện tích dương thì bên trong là điện tích âm, và nó cho vào, nó cho điện tích dương vào một cách có chọn lọc và ngăn cản các điện tích mà không nó không cần, bên trong nó không cần. Đối với phần lớn tế bào thì nó có khoảng cỡ độ 60 mV. Điện thế tĩnh chính bằng điện thế bên trong màng trừ cho điện thế bên ngoài màng. Và người ta thường quy ước cái điện thế tĩnh là 0 V. Đây. Giữa mặt trong và mặt ngoài màng tế bào ấy, nó luôn luôn tồn tại một kiểu như thế do sự khác biệt về nồng độ ion tạo ra. Nồng độ ion giữa bên trong
tế bào và bên ngoài tế bào nó khác nhau. Chính vì vậy và nó mang hình thức nó cũng khác nhau, cho nên sự chênh lệch điện thế nó dẫn tới việc sinh ra điện. Và điện nó được phân làm hai loại, điện thế nghi và điện thế hoạt động. Đây dòng điện của nó. Đấy. Bên trong nó là âm, bên ngoài là dương. Người ta đo được là 60 điện điện thế nghi là 0 mV và 60 mV là điện thế hoạt động. Cái slide này nó bị hỏng. Điện thế nghi, bây giờ chúng ta tìm hiểu về điện thế nghi. Điện thế nghi là một điện thế màng mà tế bào không hoạt động. Nghĩa là khi tế bào nó không hoạt động thì điện thế nghi được kích hoạt. Hay nói khác là khi mà tế bào nó ở trạng thái không phát tán chẳng hạn. Không khuếch tán, không di chuyển vật chất bên trong và bên ngoài thì nó sẽ sinh ra một điện thế nghi. Điện thế này được biểu là 0 mV. Nguồn gốc của điện thế nghi là do khuếch tán K cộng, khuếch tán Na cộng, do sự bơm của Na cộng, K cộng, do ATP. Và người ta đo được nồng độ của cái C của Na cộng, cái nồng độ đó chia cho nồng độ của Na không cộng và Na y cộng thì ra được 10, K y cộng và K không cộng là 35. Đó là cái Na không và Na y chính là một cái bên ngoài và một cái bên trong. Điện thế nghi lúc nghỉ, màng lúc nghỉ là thông thường là từ khoảng âm 90 mV đến 70 mV tùy theo loại mô. Khoảng điện thế nghi màng tế bào nó ở trạng thái phân cực bên ngoài thì chất điện dương, bên trong thì chất điện âm. Quá trình điện thế hoạt động đường đặc tuyến như sau. Đấy, đặc tuyến. Điện thế hoạt động là quá trình chuyển đổi rất nhanh các tế bào điện thế lúc nghỉ. Khi tế bào bị kích thích thì nó sẽ nó trải qua quá trình khử cực, trình khử cực và tái cực thì nó sẽ bên ngoài chất điện âm so với bên trong tế bào và nó khuếch tán các ion K cộng, Na cộng vào. Sự trao đổi chất của màng sẽ gia tăng lên. Cơ chế dựa trên điện thế hoạt động đó là nó dựa trên giai đoạn khử cực là màng tế bào có tăng tính thống đối với Na cộng 1:1. Khi Na cộng di chuyển hoàn vào bên trong màng tế bào thì kết quả bên trong màng tế bào chất điện dương, còn bên ngoài màng tế bào chất điện âm, và điện thế màng ở bên trong tế bào tăng lên. Giai đoạn tái cực đó là giai đoạn mà hiện tượng có sự thoáng qua của ion K cộng từ bên trong nó sẽ ra bên ngoài và kết quả là nó cân bằng điện tích giữa Na cộng và đi vào điện thế ít thay đổi hay gọi là điện thế nghi. Cuối cùng là hiện tượng bơm Na cộng K cộng ATP và hoạt động bơm Na cộng và K cộng vào bên trong tế bào, kết quả là nó sẽ phục hồi lại quá trình trạng thái nghỉ ban đầu. Lúc này điện thế nghi có thể âm hơn so với lúc ban đầu.
âm là 100 mV và như dây. Tóm lại, điện sinh học được tạo ra bằng cách là khi có sự chênh lệch điện thế giữa bên trong và bên ngoài màng tế bào, và nó xuất hiện là cái dòng điện sinh học lan truyền từ cực dương sang cực âm, từ vùng kích thích ra các vùng xung quanh. Và người ta chẩn đoán, người ta dựa vào điện thế của nó để đo được điện tâm đồ của tim, điện não và các xung điện thần kinh. Người ta chẩn đoán lâm sàng ECG, MRI, EEG. Xem. Bài tập là chúng ta hãy điền vào đặc điểm của trạng thái điện học của màng tế bào, cái diễn biến như nào, kết quả như nào, các trạng thái như nào, trình bày ứng dụng những điện sinh học hiện nay, đo điện não, đo điện tâm đồ, đo điện cơ, mô tả ngắn gọn nguyên lý thì dễ rồi. Mình cũng xin được nói thêm một cái nữa để mà tao bắt một đây, cái mô hình mạch điện tương đương với màng tế bào, cái màng tế bào rất quan trọng và nó mô phỏng mạch điện tương đương của một màng tế bào, có thể giúp tính toán đơn giản mạch điện, tính toán các điện thế tế bào phức hợp như mô hình điện thế thoát lây chẳng hạn. Thì linh kiện tương đương bao gồm là số điện đồng E, R, tụ điện. Đây, người ta sẽ mắc như thế này. Và phương pháp mô hình mạch điện tương đương màng tế bào tương đương, chúng ta có thể nối R của natri, R của kali vào cùng nối với cực âm. Chúng ta cung cấp cho nó E, đồng E của natri và đồng E của kali, và nó mô phỏng như thế. Vậy thì cách mô phỏng này dựa trên định luật nào, cùng lên cái phần trên để tìm hiểu dựa trên định luật nào, đó là định luật phích và định luật ôm, các biểu thức tính toán hiệu được thế nét. Đây, định luật phích phát biểu như thế nào? Dòng điện phát tán sẽ bằng hệ số phát tán âm của hệ số phát tán nhân cho đạo hàm của mật độ ion và độ dày màng tế bào. Định luật ôm được phát biểu bằng âm của độ linh động ion nhân với số z của ion nhân với dòng ion dịch chuyển trong tế bào nhân với đạo hàm của hiệu điện thế qua màng, nhân với hiệu điện thế qua màng điện thức Einstein bằng hàm số Bachmann nhân cho nhiệt độ nhân cho độ linh động của ion chia cho độ lớn của diện tích. Hiệu điện thế tĩnh của màng khi mà bên ngoài nó là gì? Bên ngoài chúng ta thấy dương này,
dương 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 âm 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 thì nó sẽ bên ngoài là điện tích dương, bên trong điện tích âm thì nó là điện tích tĩnh. Và người ta có thể dẫn ra một được được thức như sau: EK nó sẽ bằng K nhân T chia cho Q nhân cho Loganabe của nồng độ ion K cộng chia cho nồng độ ion KI. Nhiệt độ phòng thông thường là 26 mV. Sự cân bằng Doolen thì sự cân bằng này đạt được do sự khuếch tán của hai ion K cộng và ion Na cộng, và nó như thế này: nồng độ của K cộng lúc ban đầu, tỷ lệ với nồng độ ion K cộng lúc sau bằng tỷ lệ nồng độ ion K cộng nồng độ ion CL lúc sau chia cho tỷ lệ của nồng độ ion CL clo lúc ban đầu. Điều thức tên gọi là sự điều thức cân bằng Doolen. Cái này thì điều thức này thì người ta chỉ sự thẩm thấu ion này thì người ta chỉ xem xét, chắc không tính toán gì nhiều. Để nhớ nhé, điện trệ ở trợ của nó là bằng 1 trên V. V nó là cái gì? V nó chính là cái giá trị. Và như thế là chúng ta đã kết thúc cái phần làm thế nào là sinh ra dòng điện và nó khuếch tán như thế nào, giới thiệu các định luật cơ bản và mô hình mạch điện tương đương với mạng tế bào, quan hệ nồng độ ion và sự chuyển dời của ion. Và chúng ta kết thúc cái buổi nhật ký học tập tại đây. Thì thông qua bài này chúng ta có thể giải thích được tại sao một tế bào sống nó lại sinh ra điện, tại sao cơ thể con người mình nó lại có điện trợ. Và người ta dùng linh kiện để mô phỏng các sinh lý học, các dòng điện để tạo ra các dòng điện sinh học có như để mô phỏng các mạng tế bào, để mô phỏng sự chuyển dời ion bên trong mạng tế bào chúng ta.